Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương độc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài khuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi không chốn đi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tề Viền Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 92. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sa thủ lành thai, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị nghe có ồ không? Thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa của mình là Đức Tự Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến quý cô nữ cùng tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavanta abhivade miswa kato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkhavato savakasangho sanghang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, vì nhờ quy lực tam bảo hàng giáo hội đến chư tôn đức tăng tu nữ cùng chư Phật tử được an lạc trong chánh pháp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là cái ngày sám hối 30 tháng 7 của năm Tân Sửu, trên ngày hôm nay cũng là ngày Bồ Tát của chư tăng, nên vì vậy chư tăng phải làm lễ Bồ Tát và cái thời kinh dài và cơ như vậy thì cũng đã tranh thủ thời gian xuống để đã làm lễ vừa, vì vậy cho nên có trễ một đôi chút chúng tôi lẽ ra chúng tôi thường thì vào 7 giờ. Dạ. Nếu như chúng tôi đã nấu vị bởi vì giờ này thì đọc kinh một bài kinh, hai ba bài kinh rất là dài, cho nên nó có tương ứng cái thời gian như vậy thì tôi phải tụng ba bốn bài kinh, quý vị biết tụng cả một tiếng rưỡi. Yeah. Cho nên hôm nay thì tụng vị cũng như bỏ bớt ba hai ba bài. Yeah. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu cú số 92 đó thì nó rất là đặc biệt. Và đến nói đến một cái tại sao mà ví dụ như là ví dụ hình ảnh ví dụ này rất là đặc biệt. Ye san san ni cha yo nát thi quê ye parinya tapho chana sunyato animitto chau mốc khô dê săn go cha rô a ca xê quát sắc quân ta năng gắt tít đê săn đua ra na già. Những ai á, mà có sự tích lũy á, thì người đó hoàn toàn không có biết hiểu biết gì về cái vật chất, cứ lo chấp thủ vật chất, người ấy không có cái tánh giải thoát và không có tướng giải thoát. Cái hành xứ của họ là chấp thủ, lộ trình giải thoát của bé khó theo, tự như đường chim bay của những con chim ở trên không trung. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta có cái chữ Ye San San Ni Cha Yo Na Thi là câu đầu tiên. Dạ. Yeah. Cô Như Quỳnh quát dòng. Dạ. Ở đây có nghĩa là Ye San đây từ cái chữ giá là một đại từ quan hệ của các vị ấy. Đây là từ quan hệ chỉ thị đó.
mà cái chữ Sanicheyo Natthi. Sanicheyo từ cái chữ động từ từ bên sang cộng với ní cộng với chí, đến một danh tỉnh từ, ở một danh động từ cái sự tích trữ, danh tỉnh từ tích trữ một sự chất chứa. Dạ. Còn chữ nát thí là không, ách thí là có, mà nát thí là không. Dạ. Có nghĩa rằng sự sanicheyo, sanicheyo, sanicheyo nát thí, tức là sự tích trữ, sự chất chứa. Ye parinya phojana. Ye parinya parinya ta phojana. Ở đây có nghĩa là để mà biết một cách rõ ràng về vật thực á. Chữ ye cũng là một đại từ quan hệ nữa, tức là đối với ye, mà đây tức là ở chỗ ye sang á là nó chú nhiều, còn đây là ye. Nó cũng là một đại từ quan hệ đối với các vị ấy, nhưng nó số ít các vị ấy, mà nó là nó là chỉ định cách các vị ấy. Parinya ta phô chà na, parinya, parinya ta, parinya ta cộng với phô chà na. Parinya tức là sự hiểu biết hay là đã được hiểu biết. Đây từ cái chữ parinya đã được hiểu biết đầy đủ, và cái chữ pari là xung quanh cái động từ nha, mà phô chà na là vật thực. Dạ, phô chà na là vật thực, có nghĩa là đã được hiểu toàn diện hay là hoàn toàn về cái vật thực. Sunyato animitto chauimokho ye sang gocharo. Sunyata tức là không tánh, cái sự trống rỗng. Animitto tức là vô tướng, nimitta là tướng, mà animitta tức là không tướng. Tiếp đầu ngữ á. Hay là nimitta nó được danh từ trung tính, có nghĩa tướng hay là cái dấu hiệu đó. Còn cái chữ quý mốc khá đây cũng rất là hay. Quý mốc khá có nghĩa là sự giải thoát, mà nó cộng với tiếp đầu ngữ phí, nghĩa là khỏi, là lìa, khỏi là lìa, tức là không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của họ. Có nghĩa rằng người như thế á, không có cái tướng giải thoát, và cũng không có, không có cái hành, có cái không tánh giải thoát, tức là đạt được một cái trạng thái tốt đẹp á. Cái chữ gocara là cái chữ hành xứ hay là cảnh giới. Akase wa sakuntana nang gatite sang duranaya. Đây là cái nguyên cái câu cuối cùng. Akasa là bầu trời hay là không trung hay là hư không. Sakunta năng tức là sakunta là danh từ. Sakuna hay là sakunta, đây nó thêm một từ nữa chúng ta học thêm. Sakuna là con chim, mà sakunta năng của những con chim, tức là nó chia theo cái cách thứ tư, nơi của những con chim. Gá tí tức là đi từ gá trong từ găm á, tức một cái lộ trình. Và cuối cùng cái chữ là đu ra na ya là từ cái chữ đú cộng với rá cộng với anh na giá. Khó theo dõi hay là việc khó tìm hay là khó đạt được.
nó cũng tiếp hợp đồng ngữ nó, tức là một tiếp tục đồng ngữ đú, nó cộng với an là giá hay là an qua giá cũng vậy, tức là nói đến cái việc theo dõi, việc chấp hành hay cái việc đạt được. Cho nên dịch là cái lộ trình của vị ấy khó theo dõi, khó theo dõi tự như đường chim bay của con chim ở trong, ở trong không trung, ở trong không trung. Dạ đó đó. Rồi thì Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm, rảnh rang tư hữu ra đi, uống ăn biết đủ, có chi phải bàn, lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời giải thoát ngon ngàn, tìm đâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính thưa quý vị, chỉ có một cái câu chuyện rất là đơn giản, nhưng ở đó Đức Phật Ngài nói đến cái câu này để nhằm lấy cái dấu chân chim. Ví dụ một vị tỳ kheo á, tức là tên là tức là Bê-la-thi-si-sa, vị tỳ kheo này, cái tích truyện đó của vị tỳ kheo đó đó, mà khi Đức Phật Ngài ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, Ngài đề cập đến một cái vị tỳ kheo tên là Bê-la-thi-si-la. Có một điều rất là lạ là tôn giả này á, thường đi khất thực, mà chính cái việc khất thực đó nó gây cái phiền tối. Sau khi đi khất thực ở trong cái làng này, rồi ông ta ngồi, ông ta thọ thực xong, ông ta lại đi khất thực tiếp qua những con đường khác, rồi nhận cơm tiếp tục để mà trữ để dành. Thì các tỳ kheo thấy như vậy, thấy mắc cỡ, mới phàn nàn cái việc đó đến Phật. Thì Đức Phật Ngài mới gọi đến, mà khi mà họp bàn chưa tăng á, thì Đức Phật Ngài mới cấm từ đó về sau các tỳ kheo không có được dự trữ vật thực. Nếu mà ai dự trữ vật thực thì phạm không đối trị. Nhưng lúc này thì chưa có ban hành giới luật, về từ cái lý do này Đức Phật Ngài cấm chế cái luật này. Và nhân đó Đức Phật Ngài đọc lên câu phong cú đó, tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống, cái đời sống của một vị tỳ kheo á, Đức Phật Ngài ví dụ như là con chim, tức Ngài cho cái mỏ đó là cái bát, và cái y đó chính là cái cánh, để khắp muôn phương mà gọi là bình bát cơm của ngàn nhà. Hàng ngày như mỗi ngày, vị tỳ kheo khất thực vào làng để tìm cái vật thực, tìm kẻ sinh nhai, thế thôi, chứ không có được dự trữ. Thì đó là nói về trên cái tinh thần của cái sự tu tập, nó là như thế. Nhưng kính thưa quý vị, nó cũng là chúng ta cũng phải hiểu một chuyện, đó là các nước, đối với các nước quốc giáo thì nó rất là thuận tiện, nhưng đối với cái đất nước Việt Nam của chúng ta thì chẳng hạn nhớ dưới chưa tăng Khmer đó thì nó rất là dễ, còn ngược lại chưa tăng ở Việt Nam thì nó lại khó. Chỗ này có những chỗ cũng có đi khất thực, có những chỗ không thể đi khất thực, hoặc là đi khất thực người ta không có để vật thực như là cơm nước, mà người ta để nào là bánh trái mì rồi thứ này thứ kia, nhưng lại thấy là nó không có phù hợp trong một bữa ăn, và thế là mới có cái bếp ở nhà bếp. Chứ đúng lý là phải đi khất thực về và thọ thực. Mà cái điều này chúng ta cũng phải hiểu một điều nữa, ở một sự tương đối á, chẳng hạn như tình hình bây giờ hiện nay thì chúng ta biết, nếu như tình hình mà cách ly, cái tình hình mà phong tỏa được cái bệnh dịch ngay cả Việt Nam nè, thì là không cho đi đâu hết, sinh hoạt tại chỗ, thì cái điều này là cái điều đặc biệt chứa, nó cũng không sao. Chúng tôi nghĩ đó chính là một điều, cái tinh thần là vậy. Còn ví dụ những cái lúc khác á, thì có bên cái ban nhà trù, cái cư sĩ họ đi mua thức ăn, thì nó là cái chuyện khác, nên cái chuyện nó cũng cũng như thay thế. Nhưng bây giờ là phải chứa lại, phải trữ lại.
phải trữ lại. Thì cái việc đó cũng giao cho nhà bếp chứ tự nhiên các sự trữ đó làm cái gì. Dạ. Thì bởi vì, và đặc biệt cái chùa thì nó một bếp thì nó đỡ, chứ không có cho hai ba bếp ăn tới nó gây chia rẽ này. Dạ. Thì cái thứ vị ở đây á, thì chúng tôi nói đối với cái lời sống của người, của cái người xuất gia đó, nó rất, nó khi tốt lắm, bình thường ăn cái gì đơn giản cũng được. Và quý vị biết là Đức Phật ngài dạy rất là hay, khi mà đi khất thực về ăn đó, cái bệnh nhận một thực vừa phải chứ không có nhận nhiều, nhận quá nhiều đó là cũng không đúng được. Chúng ta phải nhớ như vậy, chỉ nhận vừa đủ ăn thôi. Đó nó nói đến cái hạnh tri túc, cái hạnh dễ nuôi. Mà người mà có cái tâm mà chất chứa đó, cái người đó đó là có cái tâm gom góp cái tài sản. Mà nếu như vỉa có trách nhiệm thì nó đỡ, nếu mà không có trách nhiệm thì đã được lo rồi mà kiểu thu gom. Mà cái điều này nó tế nhị lắm quý vị. Cái đồ đó là đồ của tăng thì chung thì cứ để ra ăn, chứ không có, chúng ta không có đem cất. Chứ đừng nói chi là cái chuyện mà chúng ta đi khất thực rồi chúng ta về mà chúng ta cứ dư cứ thừa mà chừa mà để vậy thì nó rất là khó. Sự thật ngày hôm nay á, mà đi gọi là cái đi bác hội nó mà để có nhiều như vậy, hỏi đúng hay không? Thì cái điều này chúng ta nói trên tinh thần Phật, cái điều đó trên cái tinh thần giới luật thì nó cũng khác. Chúng ta chỉ nhận vừa thôi, còn nếu như mà nhận quá, bởi vì cái số lượng, cái tính tâm của Phật tử muốn cúng dường nó nhiều thì cái đó tùy duyên. Chứ còn sự thật ra nếu trên tinh thần giới luật các sư nhận như vậy cũng phải xét lại. Dạ. Thì ở đây á, nó đến cái hạnh, một cái hạnh tri túc dễ nuôi, tức là nhưng mà chúng ta phải cất giữ cái tài sản chất chứa, không được phép chất chứa. Và cái tánh tự tại trong hành xứ, cái nơi trú xứ của mình á, mình rất là đơn giản. Sự thật cái đồ đạc của người tu á, nó chỉ có bình bát và chiếc tam y và quả bát. Đó là cái tài sản đó đó, cho nên nó có cái tâm tự tại ở mỗi nơi, tự tại hành xứ này mỗi nơi đó, ăn uống liễu tri là đúng rồi, rồi trong tự tại tùy duyên mà cái đời sống đó, quý vị biết nó khỏe lắm, không có sợ mất mát. Chúng ta có cái gì thì nó đều là một cái phải giữ gìn hết trơn. Mà một trong những cái mà Đức Phật ngài dạy, cái y nó cũng khác cái người. Và mai như vậy để người ta lấy cái tấm vải đó, người ta cũng biết làm cái gì. Đây là cái điều đặc biệt của Phật ngài dạy hay lắm quý vị. Người ta lấy cái y mình ta biết làm cái gì. Cái tấm vải cắt từng thửa, từng biên, từng bờ. Rồi cái bát vậy đó thì nó cũng giống ai. Nó cũng phải là cái tô, nó cũng phải là cái chén. Đó là cái bình bát để thọ thực. Nó rất là hay. Nhưng cũng vậy, những lúc mà tôi trách nhiệm ở chỗ nào thì tôi sẽ khuyên tất cả ăn mình bát hết. Nên rằng á, cái đó nó như thay một cái chén dĩa, người ta nói thôi để gọn, cho nó gọn. Nhưng điều mà tôi lại thích á, hình bóng chưa tăng ăn cái trong bát thì chúng tôi thích, chúng tôi nói thật vậy. Và từ đó giờ, từ khi tôi trách nhiệm quản nghiêm tới bây giờ, và ngay cả về cả bên Bộ Đức, thì tôi cũng yêu cầu các vị ăn bát hết. Những gì mà chúng tôi có trách nhiệm thì chúng tôi làm như vậy. Ở trong cái bình bát để làm gì? Để thọ thực. Lấy cái bát đó mà ăn, chứ không ăn cái dĩa hay là ăn chén. Dạ. Cái đó thì tùy theo nơi chốn, tất cả là cái duyên thôi. Dạ. Thì kính thưa quý vị, là rồi đó mới tự tại. Khi chúng ta được cái tâm tự tại, cái điều này nó quan trọng, vô cùng quan trọng. Cái tâm mình tự tại, mà cái tự tại đó đó, mình không có bị vướng mắc. Mà nếu như chúng ta chất chứa thì chúng ta không có tự tại. Mà khi chúng ta không có sự buông bỏ đó thì nó sẽ không hiển lộ cái giải thoát, cái tâm giải thoát ở trong lòng mình. Tức là nỗi chúng ta chấp thủ, mà sự buông bỏ đó là cần thiết phải buông bỏ. Mà này mà cứ mà chúng ta cứ à
cứ luôn luôn chấp thủ. Đây là một điều rất là sai. Không vô tướng giải thoát đây là vị ấy đã hoàn toàn xả ly tất cả, không còn phiền não. Như là con chim á, dấu chân chim, quý vị có tìm được cái dấu chân chim không? Không. Khi con chim nó bay không tìm được dấu như thế nào, thì đối với cái người, cái tâm của vị thánh á, nó không còn cái phiền não được nữa. Như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Thì cũng vậy, nếu cái người mà có một cái tâm mà không có chấp thủ á, thì nó như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Còn nếu như mà cái đời mà ăn mà không biết không biết liễu tri đó, thì không có dấu chân, không có dấu chân chim được. Bởi vì họ chấp thủ rồi, họ không có biết buông bỏ. Và rồi, kính thưa quý vị, nói cho nó nghe thì nó khủng khiếp lắm. Có một điều á, ăn sao cũng được, ăn để mà sống, ăn để mà tu, chứ không phải tu để mà ăn. Cái tinh thần của nhà Phật á, thọ thực, ta thọ thực đây để duy trì mạng mạch cái xác thân này, chứ không phải là ăn, chứ không phải là ăn để mà tạo cái cách ăn, cái phong cách ăn, mà không. Ăn phải quán tưởng, chứ không tham đắm với Phật thực. Ta thọ thực đây để duy trì mạng sống này, chứ không có trao dồi cái sức lực, cái sức khỏe. Và khi không có chấp chứa như vậy thì tâm không khởi tham. Khi ăn quán tưởng thì tâm không có tham. Mà Phật dạy cái người cần phải quán tưởng khi ăn rất là quan trọng. Bởi vì có cái sự nhàm chán, không có tham đắm trong vật thực. Bởi vì coi như là ăn hạt cơm của đàn na tính thí hay là hạt cơm của Phật không có đơn giản, không có dễ nuốt. Đó, chúng ta thấy vậy đó. Những điều nếu mà chúng ta có cái sự tham đắm thì chúng ta cố tình chúng ta lấy của Phật á, thì nó có được. Cái đó là lộc của Phật, hương quả của Phật, sao cũng được hết. Nhưng chúng ta ăn, chúng ta biết được mình phải làm cái gì nó lợi cho đạo, làm cái gì nó tốt cho đạo, thì cái điều đó mới là gọi là tốt đẹp. Quý vị biết có một điều ở trong cuộc đời này chúng ta có cách nào bỏ đi một cái tánh mà chấp thủ của mình. Có một số người lạ lắm. Ở đây chúng tôi nói thực tế luôn, có một số vị nhiều khi á, khi còn cư sĩ đó, họ có cái tâm cúng dường bố thí xả ly rất là nhiều. Nhưng điều nhiều khi đi vô tu, họ lại có cái tâm tức là họ chấp thủ. Nhiều khi họ không có cái này cứu nổi như mọi người, họ không chịu. Chứ còn không phải tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn được. Cái sự ăn uống và cái sự tu tập, nó là một hai cái mệnh đề này. Tại sao như vậy? Cái vị đó ta tu, trước khi tu người ta có thể bỏ, tại sao tu nó không bỏ? Bởi vì khi cái tu lên rồi đó, nhiều khi nó lạ lắm. Cái một cái chấp đó, nó vô tình bởi vì ngài không hiểu biết thì rất là tội nghiệp. Chứ sự thật ra thì sao cũng được hết. Thì dĩ nhiên có những người như vậy, hay hoặc là những người có cái tâm mà quý vị biết là không có biết xả ly, không có biết làm phước. Thì có một số vị đã làm pháp sư luôn á, là trụ trì pháp sư, mà chưa hề bao giờ vị ấy làm công đức gì, chưa thấy là một công đức gì đó mà để cho thí dụ như sự hoan hỷ để cúng dường, để hồi hướng phước cho cha, cho mẹ, cho song thân của mình, còn không thấy mà ấy có cái đứng ra coi như là làm lễ cúng dường cái này cái kia, thì quả thật cũng rất là lạ. Mà tiếp nhận cái sự cúng dường
thì thôi, cái này là đường sinh tử không ai lấy giữ. Chúng quý vị biết là cái điều đó nó có được. Chúng tôi thường nói cái chuyện của Tăng, của Phật thì mỗi người cộng hưởng, mỗi người cùng chung, mỗi người đồng nhất. Còn nếu như ai làm như vậy thì nó không đúng với tinh thần Phật Pháp, và nó tiếp thai nữa là như vậy thì lại càng khổ đau hơn nữa. Và khi chúng ta tu á, phải nói là chúng ta có cái tâm, cái tâm niệm, quý vị nhớ, dầu cho là ý chúng tôi nói đây là Phật Ngài nói như thế này thì không phải là nói cho chư Tăng không đâu, mà có nghĩa là dạy chung á. Bây giờ như quý vị ở ngoài mà quý vị chất chứa quá nhiều tài sản á, thì chúng ta cũng đau khổ. Chúng ta tìm kiếm quá nhiều tài sản thì chúng ta không được tự do. Vì nhớ trong cuộc đời này mình không được tự do, và nhiều khi chính cái tài sản đó, nó là một cái điều đau khổ cho mình nữa. Mình chết mình hối tiếc, mình sợ hãi, mình sợ sệt. Đây là sự thật đó. Bởi vì có đủ để mà sống, có đủ để mà trang trải, có đủ để mà lo lắng cái việc bên ngoài của mình là đủ rồi. Chứ bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu đi. Nói thực tế vậy đó. Mà người có nhiều tài sản quá đó thì người đó, đó sẽ có cái sự an vui. Bởi vì mai phiền đầu này mốt phiền điều họ, nó cũng phải có một cái sự thật ra, nó cũng có cái khổ của nó vậy đó quý vị. Chứ không phải mình mà chúng ta muốn mà mọi việc, mọi sự, mọi chuyện mà nó bình thường, nó đơn giản đâu. Cái điều đó nói nghe nó lạ quá quý vị. Tại sao mà mình nhiều tài sản nó lại là một cái điều khổ, nó bị trói buộc, cũng như là nhiều con, nhiều con cái thì nó có khổ cực cho cha cho mẹ vô cùng. Nhiều bà con quyến thuộc thì nó cũng nhiều cái, nó được cái sự che chở, nó cũng có cái phước là cái như là quyến thuộc, nhưng điều mà nó cũng lắm chuyện vô phiền trong cái bình thường như tất cả chúng ta đó. Rồi khi chúng ta có tiền hay là không có tiền, mất tiền hay là hay này nọ, tất cả thì có thì nó là dễ bị mất, dễ bị cái người gian, người ta trộm cắp, hoặc người ta ghét, hoặc người ta bực bội hay vân vân, hay là cái sự tranh sự giành ở trong quyến thuộc hay là của người xã hội, thì bao nhiêu đó thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta đầy đủ, chúng ta cũng đủ mệt rồi, không có chuyện đơn giản đâu. Mà nếu chúng ta không tu á thì nó lại càng ghê hơn nữa. Thì nhiều khi á, mình có tiền của tài sản thì tự mình lại gây thêm cái phiền não, gây thêm cái tội lỗi cho chính mình. Bởi cho nên nếu như không có biết xả ly, có mà biết xả ly, đây là một điều rất quý. Cũng như mình có cái hào tâm của mình chút xíu, có cái lòng mà biết buông bỏ, biết xả ly, mà không có chấp. Đối với người tu thì không chấp chứa gìn giữ được, phải biết xả ly là chắc rồi. Mà đối với cuộc đời cũng vậy, quý vị cũng như nếu quý vị giữ, bây giờ mang theo cũng được, gom góp cho nhiều. Câu chuyện mà nó như môn thở, câu chuyện mà đại đế Alexander, đại đế ông ta chết, ông ta bắt tất cả những người ngày xưa, tức là các thầy thuốc trứ danh, đưa ông ta đi. Khi đi ông ta những tiền của tài sản gì đó rải đi dọc đường, giờ phải đưa hai tay, khi cho chôn vô hộp phải đưa hai cái tay của ông ta ra. Lâu rồi chúng tôi đọc cái câu chuyện nó vậy thì cũng rất là hay. Ông ta đi chinh chiến muôn phương, để cái gì? Để thâu gom những tiền của tài sản đất nước của người. Thế là cuối cùng ông ta bệnh thì thuốc cũng cứu chữa được, và cuối cùng chết. Ông ta đâu có đem theo, để hai cái tay và nằm trong phòng, đưa hai cái tay ra. Cái câu chuyện này
hư cấu hay là nó có như thế này thế nọ, nhưng người ta nấu ra cái chuyện đó của nước ngoài thì nó cũng là tốt rồi. Hay là cái ông Steve Jobs á, cái gì mới là khó khăn đắt nhất trên cuộc đời này chính là cái giường bệnh, nó đắt nhất. Tại sao nó đắt nhất? Bởi vì nằm trên đó rồi đó, bỏ tất cả, phải trả giá cho tất cả hết. Chúng ta có chấp chứa nhiều, chúng ta có giữ gìn nhiều rồi nó cũng có được đâu. Rồi cũng phải buông, rồi cũng phải bỏ. Mà trong cuộc đời biết buông, biết bỏ, nó mới là một vấn đề lớn. Con chim á, nó bay trên hư không, nó phải như là cái lồi mà phí cầm thì nó không để dấu. Nhưng những chúng sinh mà bốn chân ở dưới ở trên cuộc đời này á, ở dưới cái mặt đất này á, hai chân đi đâu để dấu lại đó. Cái dấu chân, cái dấu tích chính là nói đến cái gì? Là con người còn chấp thủ, con người còn nhiều cái đau khổ. Nhưng dấu chân chim tức là cái dấu chân không có để lại. Thì trên cuộc đời này, nếu chúng ta có chấp thủ thì chúng ta mới đau khổ, nếu chúng ta biết giữ gìn thì chúng ta mới khổ đau. Chứ nếu chúng ta không biết giữ gìn thì không có khổ đau. Mới có tiền, có của, có tài sản thì chúng ta cho nó được thuận tiện, cái điều này thuận tiện điều kia, nhưng cũng là cái khổ, cái là phải giữ nó. Ngày hôm nay cũng vậy. Bây giờ đó, chúng ta hay, chúng ta giỏi, nhưng không giỏi bằng cái gì? Không có giỏi thần chết, không giỏi bằng cái như là vị thiên sứ về bệnh, về già, về chết mà nó gọi. Như thiên sứ gọi chúng ta bệnh ở nơi đâu thì không biết như thế nào, nhưng nếu ở Việt Nam quý vị biết, người ta tới ta đưa mình đi, ta đưa mình đi rồi, rồi không cha không mẹ, không vợ không chồng, không con không cái gì hết. Mình đối diện với những người người ta điều trị mình. Còn nếu như hôm qua chết rồi đó thì sắp chờ đó, rồi tự người ta thiêu, rồi ta đưa vô cái hũ cốt ta đem về. Không có người tiễn biệt, không có cúng, không có giọng, không có bái, thì sự thật cuộc đời đó nha. Chúng ta có chất chứa, chúng ta có gìn giữ, rồi cuối cùng nó như thế thôi. Ở đây nói như vậy là vui hay là buồn, nó cũng là một sự thật. Dầu chúng sinh có muốn hay không muốn gì, sự tình nó vẫn hiện hữu tới, chứ không thể thay đổi được. Có muốn nó không tới thì nó cũng đã tới, mà có muốn nó không thành, một khi mà tuổi thọ chúng ta hết là chúng ta chết. Và bây giờ chúng ta ăn hết, nếu chúng ta có chất chứa cho nhiều, ăn bao nhiêu á, cái bao cái bao tử nó bao nhiêu đó, chứa bao nhiêu đó, cái đường ruột nó chứa bao nhiêu đó, cái bao tử nó chứa bao nhiêu đó thì bao nhiêu đó thôi, chứ ăn quá nữa cũng không nổi mà nó lại sanh bệnh. Bởi vì Đức Phật này dạy cái người tu nó ăn cũng khác người ta nữa. Ăn á tức là khi là vừa no thôi à, rồi còn ba miếng nữa cứ như no đó, ba xem như ba muỗng nữa no dừng lại là đủ rồi. Chứ phải ăn cho đã, rồi nhiều khi rồi ăn ít ăn nhiều theo cái thức ăn, không phải như vậy. Mà ăn cái sự chuyển động ăn đó một cách bình thường hay lắm quý vị. Nếu như có cái tâm tu thì ăn hay lắm, rất là nhẹ nhàng. Ở bao nhiêu phần đó chúng ta múc, không có múc quá nhiều, ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu. Cái đó cũng nói đến cái tánh tri túc, cái tánh biết dừng lại. Chứ còn con mắt á, nó lớn hơn cái bụng. Ở đây nói tới cái lòng tham của người mình á, nó tham hơn cái bụng mình, tham cái bao tử của mình. Con mắt nó lớn hơn cái bụng. Là tại sao như vậy? Lại nói đến cái tánh tham của mình thì cũng vậy, cái tâm mà có cái sự chất chứa, cái tâm mà có cái sự gom góp nó vậy đó. Chứ người mà con mắt biết vừa với cái bụng thì nó không có chuyện để xảy ra. Ở đây chính con mắt nó lớn hơn cái bụng, mà chính con mắt nó lớn hơn cái bụng này thì biết bao nhiêu là cái điều, cái niềm vui, cái buồn, cái khổ, cái này cái nọ nó xảy
nó xảy đến với chính chúng ta. Cho nên trong cái cuộc sống này, kính thưa quý vị, cái gì cũng vừa chừng đã đủ. Bởi cuối cùng á, cái lời Phật nó hay lắm, cái gì cũng vậy, no quá thì mất ngon, giận quá mất ngon. Mình cũng thấy cái tâm sân mà quá thái quá đó, thì có thể nếu mà chúng ta sân mà chúng ta, bởi vì nó hủy diệt đối tượng mà, no quá mất ngon mà giận quá mất khôn, cũng là cái điều đúng. Tức là ăn quá đó nó hết ngon đối với người, và đối với người tu không ngon, nhưng mà nó vừa, nó không có gây bệnh. Còn giận mà không biết tu tập, không biết kiềm chế đó, thì chúng ta hủy diệt đối tượng. Mà đến khi sát hại người ta, đưa đến tù tội, đưa đến đau khổ, thì cái thứ vì cái điều này không ai chấp nhận hết. Từ chúng ta gây khổ cho mình, từ chúng ta gây cái điều niềm đau nỗi khổ cho chính mình và cuộc đời. Bởi vì khi mà hiểu được, biết được á, cái giá trị tu nó rất là lớn. Thì quý vị nhớ rằng á, là dầu cho là người tu hay là người không tu ha, tại vì Đức Phật Ngài đối diện đối với chính chư tăng, là cái người trực tiếp để Đức Phật Ngài thuyết giảng nhiều. Nhưng điều phải nói rằng cái lời kinh tiếp, cái lời, những cái lời, những cái kim ngôn khẩu từ của Ngài đó, nó đều là cho tất cả chúng ta mang tính tu tập. Bởi nếu chúng ta tạo nhiều cái tiền của tài sản thì chúng ta không được tự do. Bởi vì có bao nhiêu thì chúng ta làm, chúng ta sống theo cái khả năng của mình nó cũng đỡ. Ước mơ cho nhiều thì chúng ta cũng gây cái phiền não cho nó nhiều, chứ không phải chuyện bình thường, chuyện đơn giản. Thì chúng ta cứ cố gắng hết sức mình, cứ làm những gì đó mà có thể để tạo được cái của cải, tiền của. Nhưng đến một lúc thì chúng ta cũng biết dừng lại để chờ cái thời gian tu cho mình thì nó tốt hơn. Hay là cũng ăn cũng vậy nữa, ăn cũng ăn vừa thôi, đừng có chứa, đừng có giữ, thì sự thật cái bực thực nó không còn ngon nữa, và nó không còn đẹp nữa. Đó chính là nó mang tính chấp thủ nhiều, nó mang tính chứa đựng quá, nó mang tính nó không có được tốt đẹp. Ở đây Đức Phật luôn luôn kêu gọi cái sự buông bỏ, đừng có chấp thủ nó, đừng có giữ gìn nó. Tiền có chấp thủ thì chúng ta mới sinh ra cái mến, cái thích, cái yêu, cái thương. Và rồi cái sự vô thường, cảm thọ này nó vô thường, nó mất mát, rồi nó qua đi. Cho nên vì vậy, hiểu biết được cái giá trị đó, chúng sinh ở cõi người này thì nó nhờ cấp linh caro haro, tức là đoạt thực để mà sống. Như là chúng ta nương nhờ ở một cấp độ căn bản thôi. Ăn cũng vậy, uống cũng vậy, mặc cũng vậy, tất cả những điều gì nó đơn giản thì chúng ta đỡ khổ, chúng ta đỡ phải dính mắc, chúng ta đỡ phải đau khổ. Thì cái sự đau khổ của kiếp con người, tức là phải ăn mặc, phải sinh hoạt thế này thế kia, đó chính là cái sự sống, cái sinh hoạt. Nhưng tùy duyên, tùy việc của mỗi người mà chúng ta làm, để cái điều đó cũng để chính mỗi người mang tới an lạc cho mình, vân vân, là cũng do chính mình. Dạ, thì kính thưa quý vị, chúng tôi có đôi điều xin trình bày cái câu Phật cú số 92 của bài học ngày hôm nay là như vậy. Tôi mong rằng tất cả chúng ta làm cái gì để không có bị như dấu chân chim, hành động và việc làm của chúng ta nó là một cái tâm xả thì nó đỡ.